Cậu ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp và đang tập luyện rất chăm chỉ. Man United không có nhiều tiền đạo nên Sanchez sẽ có nhiều đất diễn hơn. Chúng tôi cho cậu ấy thêm thời gian tập luyện để tích lũy thể lực. Huấn luyện viên Solskjaer phát biểu về cầu thủ người Chile trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu với Wolves. Sơ lược nội dung mà chiến lược gia người Na Uy muốn truyền tải đến cánh truyền thông và người hâm mộ chính là ông vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Sanchez cũng như muốn giữ anh lại Old Trafford để làm một phương án dự phòng chiến lược cho mùa giải năm nay. Liệu đây có phải là một quyết định sáng suốt của Solskjaer? Vì thực tế hàng công của Quỷ Đỏ vào thời điểm này không hề thiếu đi những sự lựa chọn như cách mà ông đã nói. Sau hai trận đấu với Chelsea và Wolverhampton, có thể hình dung được bộ khung tấn công của Man United trong mùa giải năm nay. Sẽ gồm Martial là người thi đấu cao nhất, Rafford và Lingard sẽ đóng vai trò như những vệ tinh thường trực xung quanh. Trong khi đó, Daniel James và Emre Berera sẽ được luân phiên sử dụng khi huấn luyện viên Solskjaer muốn tăng cường sức tấn công bằng 4 mũi nhọn phía trên. Còn trên băng ghế dự bị, Solskjaer vẫn còn trong tay một vũ khí rất tiềm năng. Người mà thuyền trưởng của Man United thừa nhận sở hữu tố chất tốt hơn cả Martial là tiền đạo trẻ Greenwood. Và khi cần một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc để dẫn dắt hàng công vào những thời điểm khó khăn, đừng quên Quỷ Đỏ còn có Mata. Như vậy, nếu loại đi Sanchez, trong tay huấn luyện viên Solskjaer vẫn còn tới 6 sự lựa chọn cho hàng công. Đó là chưa kể khi cần, Pogba hoàn toàn có thể được đôn lên đá như một hộ công. Vậy có thực sự cần thiết phải giữ lại cầu thủ người Chile? Trong hơn một năm qua, Sanchez chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng mỗi khi được tung vào sân. Chính Solskjaer cũng từng nhiều lần ngao ngán phát biểu trước truyền thông về sự bất lực của mình đối với cựu ngôi sao của Arsenal. Vấn đề của Sanchez có lẽ không phải nằm ở sự nỗ lực hay tài năng, mà nằm ở khả năng kết nối với các đồng đội. Vào tháng 10 năm ngoái, tờ The Times từng tiết lộ gần như không có một cầu thủ nào tại Man United muốn nói chuyện với Sanchez vì biết được mức lương mà cầu thủ này đang nhận. Mỗi tuần ở sân Old Trafford, Sanchez nhận mức lương cứng 300.000 bảng, cộng thêm 110.000 bảng tiền bản quyền hình ảnh. Người đại diện của ngôi sao Chile cũng nhận được 21.370 bảng một tuần. Nếu tính thêm các khoản tiền thưởng và phụ phí khác, Sanchez có thể nhận tổng cộng 560.000 bảng một tuần. Một khoản tiền khổng lồ như thế chỉ để đổi lấy một cầu thủ thi đấu không hiệu quả và chưa biết khi nào mới tìm lại được phong độ, liệu có đáng?